Đại thiếu gia, cẩn thận, cẩn thận đó. Đại ca, sao vậy? Đại ca bị bệnh rồi. Đã dặn là đừng có trở về, sao còn trở về để làm gì? Để ta đón đò dọc theo dòng nước, không ai phát hiện. Ai? Cậu ngồi đi, ngồi đi. Ai nói là không phát hiện ra được? Chúng là quỷ dạ xoa, trong mình có thông linh, người có tránh cũng tránh không được đâu. Để lo cho Thu Nguyệt quá. Người bị dạ xoa bắt đi, đó chính là Thu Nguyệt. Tại sao như vậy được? Sau khi để đi khỏi, trong làng xảy ra chuyện đám nhỏ bị mất tích, họ đều đổ tội là Thu Nguyệt là Thu Nguyệt bóc qua, chỉ cho họ lên miếu quan trên núi. Kết quả họ đã tìm được bọn chúng, nhưng mà tất cả bị chết vì ngộ độc. Giờ do ai thuốc chết đám nhỏ đâu? Dạ công tử đi mấy người. Đồ bồ đang ở đâu? Dạ ngồi ở trên. Ta đã đoán ra đứa hồng ma nữ đó gặp nạn, kẻ đầu tiên gặp ta sẽ là ngươi. Ta biết có tránh cũng tránh không được. Dương Đỉnh, lần này ngươi gặp ta, muốn đấu vàng hay đấu võ đi? Ta tới đi là để chơi cầu cơ với ngươi. Cái chén này có phải của cửa tiệm ngươi không? Nếu chén này là của ngươi, ta nghĩ chắc nó không phật ý của ngươi đâu. Bây giờ mỗi bên lấy hai ngón tay, nhờ giữ tiền nói rõ cho chúng ta biết chính kẻ nào đã giết hại mấy đứa nhỏ ở miếu Hoàng Ngầm, hoặc là Dương Đỉnh hay Ngũ Phương Nguyệt, hay là còn kẻ khác. Ta nghĩ dĩ tiên không biết bị đặt đâu. Nếu kẻ nào là hung thủ thì lập tức chặt đứt con tay để trên bàn, sau đó lấy máu của mình ghi lên đòn gánh kể hết tội trạng ra, rồi tự bước xuống đi hai vòng nội ngoại thành, rồi tới nha môn nhận tội. Các người nghe rõ rồi chứ? Cái dĩa này lượm được từ miếu Quan Âm, bây giờ lấy nó để mời dĩa tiên. Nhờ dĩa tiên đem những vong hồn của bốn đứa bé về đây nói cho chúng tôi biết những tên nào ghi trên giấy giết hại bọn chúng. Mời dĩa tiên giáng trần, mời dĩa tiên giáng trần, mời dĩa tiên giáng trần, mời dĩa tiên giáng trần. Ta chỉ có hai người hộp viên. Nếu là bác trẩu ngư thì mũi tên chỉ trên đầu, nếu là nữ thì mũi tên chỉ chữ sau. Bác trẩu ngư, người đã bắt cóc những đứa nhỏ giống trong rừng, sau đó kêu cha mẹ chúng ta gặp Thu Nguyệt, bày ra lời lẽ nói Thu Nguyệt đã hút máu của chúng, sau đó giết chết bọn chúng, có phải không? Có phải không? Thế nào sử dụng để làm chuyện này? Tập chuyện đi chỉ có ý hại Thu Nguyệt thôi. Tại sao giết hại bọn chúng? Tại sao? Vì sợ chúng nhận dạng ra được ta, sau này sẽ bị báo oan, vì bắt buộc ta phải giết chúng thôi. Tha mạng cho ta. Tha cho ngươi à?
Vừa rồi ta nói cho kêu, kẻ nào là hung thủ phải chặt bỏ ngón trỏ. Đừng mà Dương Định. Đừng mà nghe ta nói nè. Tránh ra đi, mày đừng nói nữa. Nghe cho rõ đi. Thu Nguyệt hiện tượng hơn mi, mi nắm được Dương Định của ai, cho nên mi ở nghĩ cách hại ai. Giờ ai đã mất tích, chết hay sống không ai biết. Vừa lòng mi chưa? Mi thấy cảnh đau lòng của ta, thấy ta như kẻ điên, vậy mi vừa ý chưa? Dương Định, thấy người đến nông nỗi này, thử hỏi ta làm sao vừa lòng được chứ? Nhưng ngươi có hiểu tại sao ta phải thay đổi như vậy không? Lúc đó hai ta yêu thương nhau mà. Nếu không vì con ả xấu xa đó thì ta đã thành vợ của ngươi rồi. Vì ai đã cướp mất người mà ta yêu thương nhất, tất cả đều do Ngũ Thu Nguyệt. Ngũ Thu Nguyệt là con ả tâm xà khẩu độc. Mày cầm miệng lại đi. Dương Định, đại ca. Đại ca. Đại ca. Trời ơi, cái gì vậy? Không mà thấy Khiếp quá. Ủa, trời tuyết rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Mưa tuyết rồi. Thật sự mưa tuyết. Tuyết thật rồi. Đại ca. Đại ca có sao không? Đại ca. Tháng 6 mưa tuyết thật rồi.